Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần lý thuyết của cái bài 23 đại lượng tỷ lệ nghịch đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần bài tập. Ở trong đây nó có 5 bài tập thì thầy sẽ cố gắng quay hết cho các em. Ok, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 6.22 nha. Trong quá trình học thì các em nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy. Chúc em học tốt. Bye bye nha. Chưa gì đã bye bye rồi. Ta đi sang câu 6.22. Cho biết x và y. Ở đây người ta đã cho biết chúng ta là hai đại lượng tỷ lệ nghịch rồi, thì chúng ta có quyền áp dụng công thức. Đó chính là x nhân y sẽ bằng a. A ở đây là hệ số tỷ lệ ha. Thay mọi dấu chấm hỏi trong bảng sau bằng số thích hợp. Viết công thức mô tả mối quan hệ phụ thuộc giữa hai đại lượng x và y. Như vậy thì ở đây chúng ta dựa vào cái cặp này để chúng ta đi tìm hệ số tỷ lệ trước này. Chúng ta dựa vào cặp này để chúng ta đi tìm hệ số tỷ lệ. Chúng ta ghi này là vì x và y là hai đại lượng tỷ lệ gì em? Tỷ lệ nghịch. Đúng không nào? Ta có x nhân y ở đây sẽ bằng là gì? Bằng a. Nên từ đây chúng ta suy ra a này sẽ bằng là gì? X ta là bằng 2, nhân y ta là -6, như vậy hệ số tỷ lệ chúng ta đây là bằng -12. -12. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta làm gì? Ở đây người ta cho x tính y và y tính x. Bây giờ có 12 rồi, chúng ta thế ngược vô đây. Nên từ đây chúng ta suy ra x nhân y này sẽ bằng là -12. Và ở đây chúng ta cũng sẽ suy ra ở đây là gì em? Người ta cho x tính y, như vậy từ đây chúng ta suy ra y sẽ bằng là -12 chia x, và chúng ta suy ra x sẽ bằng là -12 chia y. Bây giờ người ta yêu cầu tính cái gì chúng ta thế vô cái đó nha. Ở đây chúng ta có là với x ta bằng 4. X bằng 4 thì suy ra y chúng ta sẽ bằng -12 chia 4. Kết quả đây bằng -3. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ điền ở đây chỉ là -3. Chúng ta kể cái bảng vô em nha. Với x bằng 5 suy ra y này sẽ bằng -12 chia cho 5. Đó. Đây là bằng 2,4 đúng không? Bằng -2,4. Rồi, bây giờ đây người ta cho y. Y bằng 3. Y bằng 3 thì chúng ta thế chỗ đây nè. Như vậy chúng ta có -12 chia cho 3 thì kết quả đây bằng -4. Y bằng 10. Suy ra x của chúng ta là -12 chia cho 10 thì bằng -1,2. Đúng không? Thì bằng -1,2 này. Ở đây 0,5 à. Y ta bằng 0,5. Suy ra x chúng ta là -12 chia cho 0,5 là bằng -24. Rồi, các em có thể kể cái bảng này vô. Đây, cái bảng này này. Ở dưới đây người ta yêu cầu các em viết công thức mô tả mối quan hệ phụ thuộc giữa hai đại lượng x và y. Phải không? Thì đây. Công thức phụ thuộc là đây này, x nhân y bằng -12. Cái công thức ở đây là chúng ta có là y sẽ bằng là -12 chia x. Rồi. Thì cái này. Được chưa? Xong ở cái câu đầu tiên. Được chưa nào? Ta sẽ đi câu sang câu 6.23 các em nha. Ok. Rồi. 6.23 thì ở đây á, người ta hỏi các em là theo bảng giá trị đây hai đại lượng x y có phải hai đại lượng tỷ lệ nghịch hay trong không? Thì cái phần đại lượng tỷ lệ thuận thầy hướng dẫn cái phương pháp rồi. Ta dựa vào tính chất. Nếu ở đây đại lượng tỷ lệ nghịch á, thì nếu nó thỏa mãn là x1 y1 sẽ bằng x2 y2 sẽ bằng x3 y3 vân vân, và bằng hệ số tỷ lệ a đây, thì nó sẽ tỷ lệ nghịch. Nếu trong đó nó chỉ cần có một cặp khác thôi thì nó sẽ không tỷ lệ nghịch. Em hiểu chưa? Như vậy thì câu a này ta có lấy 3 nhân 160 bằng bao nhiêu? 3 nhân cho 160 bằng 480 đúng không? Nó sẽ bằng 6 nhân cho 80 chắc chắn là bằng rồi. 16 nhân 30. Rồi,
và nó sẽ bằng 24 nhân 20, tất cả đều bằng hệ số tỷ lệ, đây là bằng 480. Nên hai đại lượng x và y ha, tỷ lệ nghịch với nhau. Câu B, ở đây chúng ta có là, nên ta có là gì các em? 4 nhân 160 sẽ bằng 8 nhân cho 80. Nó sẽ khác cái thằng này này, cặp này không thể bằng được. Không thể bằng 640 được, đúng không? Nó bằng cái thằng này này, 32 nhân 20 và ở đây nó sẽ khác là 25 nhân cho 26. Chắc chắn là như vậy. Nên hai đại lượng x và y không tỷ lệ nghịch với nhau. Các em hiểu chưa? Cách trình bày người ta là như vậy. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài tiếp theo. Số 24 em. Cho biết y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là A, x tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ là B. Hỏi y tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với z và theo hệ số tỷ lệ là bao nhiêu? Thì bây giờ chúng ta lập luận thôi. Vì y tỷ lệ nghịch với x đó, theo hệ số tỷ lệ là A, nên chúng ta có y sẽ bằng là A chỉ x, đúng không? A chỉ x. Tiếp tục, vì x tỷ lệ nghịch, tỷ lệ nghịch với gì? Với z theo hệ số tỷ lệ là B. Chúng ta có ở đây là gì các em? X này nó sẽ bằng là gì? B chia z, đúng không? Do đó bây giờ chúng ta thế không? Y bằng A chia x thì x ở đây bằng, thì chúng ta thế x này sẽ bằng B chia z cho thầy. Y sẽ bằng A chia x thì ở đây A sẽ là lấy B chia cho z. Nghĩa là ở đây chúng ta chia này, chúng ta viết như này cho nó dễ nhìn. Như vậy thì nó sẽ trở thành là nhân nghịch đảo, trở thành là A nhân cho z phần B, đúng không? Như vậy ở đây nó sẽ bằng là A phần B nhân cho z. Em hiểu không? Như vậy y này nó sẽ là bằng A phần B nhân cho z, trong đó A, B này nè là hai cái hằng số chứng tỏ là y và z này sẽ là tỷ lệ thuận chứ không phải là tỷ lệ nghịch. Vậy y tỷ lệ thuận nghe nha. Tỷ lệ thuận với z theo hệ số tỷ lệ là A phần B, nhớ là như vậy. Hai thằng tỷ lệ nghịch thì ra lại là tỷ lệ thuận, thấy chưa? Ok. Đó. Ta sẽ đi sang phần tiếp theo em nha, bài 6.25. Ta sẽ đi sang câu số 25 nha. Với cùng số tiền để mua 17 tập giấy A4, loại 1 có thể mua được bao nhiêu tập giấy A4 loại 2? Biết rằng giá tiền giấy loại 2 chỉ bằng 85% giá tiền giấy loại 1. Nha. Như vậy thì với cùng số tiền để mua 17 tập A4 loại 1 thì có thể mua được bao nhiêu tập giấy A4 loại 2? Biết rằng giá tiền loại 2 chỉ 85 thôi thì chứng tỏ là sẽ mua nhiều hơn hay ít hơn 17 tập? Chắc chắn là sẽ nhiều hơn, đúng, sẽ nhiều hơn. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ gọi, ta gọi số tập giấy loại 2 có thể mua được
là ít tập. Đúng không? Chắc chắn là khi chúng ta tính toán là nó phải lớn hơn số 17 tập này nè. Tại vì giá tiêu của nó 85% thôi mà. Hiểu không? Và đơn vị đây là cái điều kiện chúng ta là ít lớn hơn không. Vì cái số tiền không đổi. Không đổi, bao nhiêu số tiền là thôi. Nên số tập giấy mua được và giá tiền ha, và giá tiền tương ứng là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Nhưng mà khi đó chúng ta áp dụng cái tính chất của nó, áp dụng cái tính chất của hai đại lượng tỷ lệ nghịch, ta có là gì các em? 85% nó sẽ bằng là 17 chia cho x. Nên từ đây ta suy ra x này sẽ bằng là gì? 17 chia cho 85%, đúng không? 17 chia cho 85%. Như vậy thì ở đây chúng ta lấy 17 này chia cho 85, chúng ta bấm shift an nha. Bằng. Như vậy kết quả chúng ta là bằng 20. Nhưng mà chúng ta mua được là 20 tập đúng không? 20. Cái này là cái thỏa mãn điều kiện. Chúng ta ghi đây là vậy. Số tập giấy loại 2 có thể mua được là 20 tập với cùng một số tiền đó. Với cùng số tiền đó mà thì loại 1 thì chúng ta sẽ mua 17 tập. Nhưng mà loại 2 thì cái giá trị của nó chỉ bằng 85% so với cái tập loại 1, thì chúng ta sẽ mua được 20 tập, ngoài loại dởm hơn đấy. Ta hình dung như thế. Hiểu chưa? Chúng ta sẽ đi sang cái bài cuối cùng các em nha. Ta đi sang bài cuối cùng các em. Được chưa? 6.25. Ba đổi máy cày ha, máy cày thường ta áp dụng tính chất chạy tỷ số bằng nhau, nhớ không chạy nào á. Ba đội máy cày làm trên ba cánh đồng cùng một diện tích, đội thứ nhất hoàn thành công việc 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày đó, thêm lưu ý nè. Hỏi mỗi đội có mấy máy cày, biết rằng số máy cày của đội thứ nhất này nhiều hơn số máy cày đội thứ hai là 2 máy. Chúng ta gọi thứ nhất là x, thứ hai là y và z. Thì chúng ta sẽ có tỷ lệ là 4x sẽ bằng 8y. Ấy, 6y chứ. 6y bằng 8z, từ đây chúng ta suy ra. Đội thứ nhất là x thì số máy cày nhiều hơn đội thứ hai, như vậy x trừ y sẽ bằng mấy? Bằng 2 này. Đấy, từ đây chúng ta giải ra rồi, áp dụng tính chất chỉ định số bằng nhau là chúng ta giải ra. Chúng ta hiểu không? Hiểu chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta gọi thôi. Ta gọi gọi số máy cày mỗi đội lần lượt là x, y, z. Đơn vị đây là máy, và cái điều kiện chúng ta là x, y, z này nó phải lớn hơn không? Được chưa? Ok, tiếp tục. Vì số máy cày của đội 1 nhiều hơn đội 2 là 2 máy. Chúng ta có, như vậy đội 1 ta là x, đội 2 là y, như vậy x trừ y này sẽ bằng 2. Được chưa? Như vậy thì bây giờ thằng nào sẽ tỷ lệ nghịch với thằng nào? Đó chính là số máy cày và cái thời gian hoàn thành, đúng không? Vì ba cánh đồng có cùng diện tích và năng suất
các máy là như nhau. Các máy là như nhau. Đúng không? Nên số máy cày, nên số máy cày và cái thời gian hoàn thành. Là hai đại lượng. Tỷ lệ gì? Tỷ lệ nghịch. Nên ta có là gì? Ta có 4x sẽ bằng 6y và sẽ bằng 8z. Tới đây thì nếu các em để như này thì chưa áp dụng tính chất dị số bằng nhau được, mà chúng ta phải suy ra. X chia gì? 1 phần 4. Y chia gì? 1 phần 6 và bằng z chia gì? 1 phần 8. Ta kết hợp cái này với cái này, áp dụng tính chất dị số bằng nhau là ra. Ta ghi đây là áp dụng cái tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. Bằng nhau ta có x phần 1 phần 4 bằng y phần 1 phần 6 bằng z bằng 1 phần 8. Ở đây người ta lấy x trừ y đúng không? X trừ y thì người ta sẽ lấy 1 phần 4 trừ cho 1 phần 6, mà x trừ y người ta đây bằng 2. 1 phần 4 trừ 1 phần 6 2 phần, đúng không? 24. 2 phần 24 thì chúng ta rút gọn trở thành là 1 phần 12. Nhân nghịch đảo lên ở đây sẽ bằng 24. Như vậy chúng ta có là x 1 phần 4 bằng 24. Suy ra x của chúng ta là bằng 24 nhân cho 1 phần 4 thì sẽ bằng 6. Y phần 1 phần 6 sẽ bằng 24. Suy ra y sẽ bằng 24 nhân 1 phần 6 là bằng 4 nè. Z 1 phần 8 sẽ bằng 24. Suy ra z sẽ bằng 24 nhân cho 1 phần 8 là bằng 3. Như vậy, số máy cày đội 1 là máy mấy? 6 máy. Đội 2 là 4 máy. Và đội 3 là 3 máy. Đúng không? 3 máy thì làm trong 8 ngày, mà 6 máy thì làm trong 4 ngày thôi. Vậy đó. Tỷ lệ nghịch. Ở trong này nó có phần luyện tập chung nữa các em, nên giải lâu lắm rồi. Chẳng thà bài tập cuối chương luôn đi. Đây bài luyện tập chung, đại lượng tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch, sau đó bài tập cuối chương. Nó cũng hơi lằng nhằng ha. Một bộ sách thì thôi, thầy cũng bao giờ mà kêu ca than cái gì cả nghe, sướng lắm lận. Giờ tới 3 bộ, quay trăng trời thì mà bỏ cánh diều thì cũng không được, mà quay cánh diều mà bỏ kết nối thì cũng không được. Nên bây giờ bắt buộc phải quay hết, mà chương trình nội dung kiến thức là như nhau, y xì nghe. Nhưng mà chắc chắn là người ta, cái hệ thống kiến thức người ta đi sẽ khác nhau. Nội dung cơ bản là cũng như vậy thôi, nhưng mà cái hệ thống hoạt động, câu hỏi vận dụng thực hành các kiểu là khác nhau. Nên bắt buộc thầy phải quay 3 bộ sách cho các em, chứ không thể nào mà khác được. Đó. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok. Trong cái phần luyện tập chung, luyện tập chung thì trong đây ta cho các em là phần bài tập đây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chắc có lẽ thầy sẽ quay trong vòng 2 clip các em. À, clip chúng ta làm trước thầy những phần này nha, đừng tập trung ạ. Thầy sẽ làm cho em trong vòng 2 clip. Chúc em học tốt, bye bye.